Xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tìm Sắt Đức Thắng nha bà con. Có nhiều cô chú hỏi với Thắng ơi, con có bán dàn cầu quỷ nóc ba lá tư không? Sáng đây em quay trực tiếp cho cô chú coi luôn nha. Là bên em cũng như là bên con có bán dàn cầu quỷ nóc ba lá tư rồi 201 rồi bằng kẽm, là rồi bên em đều có hết nha cô chú. Nhưng bị thông thường những cái này là bên em ít có đăng, nhưng mà hàng này bên em ít có đăng. Thì cái mẫu dàn cầu quỷ nóc 304 là bên em nó có gì nè, có tem, có nhãn dán hết rồi chú. Chứ thường là để mà tránh nhầm lẫn là bên em còn xịt thêm cái màu vàng đó, để cho nó tránh cái trường hợp mà nó lộn với inox 201 á. Đối với cô chú thôi ha, đối với cô chú sợ lộn thôi, chứ như bên em á thì em nhìn em biết mình bán giết mình nó quen con mắt rồi, hoặc là cô chú cắt thử như cô chú nào em nói đây, chắc cô chú nào có sử dụng từng sử dụng inox 304 cô chú dễ phân biệt lắm. Nếu mà nói về mình cắt bằng cục đá cắt sắt của mình á, thì inox 304 cô chú cắt nó ít có văng lửa lắm, mà cắt nó rất, cái đường nó rất là mềm, rất là nhẹ luôn. Còn inox 201 thì nó cứng hơn, nó ra lửa nhiều hơn, nó có nhiều chi tiết lắm cô chú ơi. Nếu mà mình dân trong nghề thì mình dễ phân biệt được lắm. Bên em thì bán cái này nó bằng giá hết nè, ví dụ như là Honda, Vanguard, cốt thẳng, cốt xéo. Nếu mà bằng inox 304 hết, là mỗi một cái dàn cầu cô chú nhớ là lưu quý với mẹ em là chưa có cốt lát, chưa có bọc lát, chưa có cạc đăng. Thì nó gì đây, nó đầy đủ nó gì đây? Kèm theo là của mình là ba con ốc bát nè, inox 304 với bốn con ốc nền, là em bao ship luôn cô chú nhớ lưu ý với mẹ em, bao ship luôn một cái dàn cầu chưa có kèm theo phụ kiện ha, mà chỉ kèm theo bộ lon. Là inox 304 dành cho Honda, Vanguard rồi cốt thẳng, cốt xéo đều đồng giá hết là 670.000, em bao ship cho cô chú tận nhà ha. Là có bù lon, cô chú nhớ lưu ý với mẹ em, có bù lon là đối với dòng 304. Thì bên đây là cốt thẳng nè, Honda cốt thẳng nè, đem để thử cái máy cho cô chú mình nhìn đó. Là bị cái này cái xưởng người ta làm nó có cái ba game, nên cô chú cứ an tâm là gì, đừng có lo lắng gì vấn đề là sợ mình gắn nó có dừa hay không ha. Bị cái này người ta sản xuất cái số lượng nó đại trà, nên cái trường hợp đó không bao giờ có cô chú. Cái này ví dụ như em nói cái dàn cầu của Honda trơn inox 304 là nó dùng được cho 5 ngựa 5, 6 ngựa 5, 7 ngựa 7 ngựa rưỡi đều dùng chung một cái dàn cầu hết, nhưng mà 8 ngựa lại khác coi chú, 8 ngựa lại khác, 8 ngựa thì nó dàn cầu nó lớn hơn. Chứ bên em thì có dàn cầu kẽm nè, dàn cầu kẽm của Honda cũng kèm theo đủ phụ kiện cho cô chú là 4 con ốc bát với 4 ốc nền là 270 em bao ship coi chú. Là đối với dàn cầu kẽm này nè, giá trước nó là 290 em bao ship, nhưng mà em lấy chiếc nào ví dụ như nó sụt được nhiêu thì em bán cho cô chú nó rẻ lại. Em cũng hy vọng là đồ đạt ngày càng nó rẻ hơn mà chất lượng nó hợp lý hơn, chứ mà không có mong nó, hy vọng là nó lên hoài để mình kiếm tiền nó khó, nó cực thôi cô chú, nào nó rẻ được chút nào đổi chút nấy. Còn cái máy này là em nó trong một cái bơm, nó có cái khung vậy đó cô chú, nó khung vậy đó. Nhưng mà cái bơm với cái khung em gã em bán rồi. Còn cái này là máy Yokohama nè, trong cái bơm cái khung. Cái này là hoàn toàn chưa săn nhớt luôn nè, không có săn nhớt. Mà cái thùng nó vô chắc ở đây em làm mất cái thùng á, sợ cái thùng không còn rồi. Cái thùng nó bự lắm. Nên giờ em bán rẻ là cho cô chú mình ha. Hàng này là hoàn toàn chưa săn nhớt cô chú, Yokohama. Cái này là trong cái máy mà nó mang cái bơm bầu á cô chú, mang cái bơm bầu á, mà cái bơm với cái khung thì em bán rồi, giờ còn cái đầu máy. Cái này thì em bán cái máy em tặng cho cô chú kèm theo là một cái cây chìa khóa 13, cây chìa khóa 13 cô chú. Bây giờ nó thiết kế nó làm lọc hai lớp không, bởi cô chú sử dụng nó rất là ổn, là vì lý do là bụi nó không có hút được vô cái bô e, nó làm hai lớp này rất là chuẩn luôn nè. Cái này em bán cho cô chú là 1.350.000 cô chú,
Cái này là Honda GX 160 là 5 ngựa 5 cốt thẳng cô chú. 5 ngựa 5 cốt thẳng. Đó, nó gì nè. À, 1.350.000 là em bao ship. Còn cô chú mua tại chỗ ha. Mua tại chỗ thì em trừ lại 100.000. Là 1.250.000 đối với cái Yokohama này nè. Bị em lột cái thùng với cái khung em bán cũng lời được ít này. Nên cái này em bán rẻ lại cho cô chú nha. Còn dàn cầu inox 304 chưa cốt lắp, chưa bột lắp thì bên em bán là 670 em bao ship. Kèm theo 4 ốc nền và 3 ốc củ dây. Em tính cân thử nhưng mà cô chú nhìn cân em nó gãy cái đầu rồi. Nhưng mà em thấy nó cũng chắc chắn lắm cô chú ơi, này mẫu này cái dùng em rất là chuộng, vì cái dùng của em là nước mặn. Nên hầu như là đồ inox là bà con cô chú xài nhiều hơn là dàn cầu kẽm. Còn nếu cô chú dùng nước ngọt ha, nước ngọt thì cô chú xài dàn cầu kẽm được. Dùng em thì dàn cầu kẽm ít ít có khách hàng chuộng lắm, chủ yếu là xài dàn cầu inox không. Còn cốt lắp bột lắp thì vẫn giá cũ cô chú. Cốt lắp bột lắp vẫn là giá cũ, ví dụ như là bột lắp em lấy về chưa tiện ngăn vậy nè. Inox 304 thì một ký nó 100.000. À, cô chú đóng bạc cây của đối với máy xăng thì 50.000. Rồi cứ thảy lên bao nhiêu ký là bên em cân bao nhiêu. Rồi nữa về chảnh cô chú cứ việc cân lại ha. Ơi. Chưa, còn cái phần tiện răng. Còn tiện răng thì em tiện minh bên đây hai đầu. Tặng cho cô chú mình hai con tán luôn. Đó là 50.000. Như lấy giờ mình chưa tiện răng nè. Bị nhà có không tiện nên chú xài bao nhiêu thì bên em tiện răng cho cô chú được ha. Còn đầu bò. Đầu bò này vẫn giá cũ cô chú. 2428 dành cho SS70. TS70 N65 thì 500.000. Hôm nay cô chú có chắc có nhiều cô chú mới xem còn hỏi giá em. Là dành cho NS60. 70 nữa 85 đó 80. Cái này cô chú sử dụng nó rất là vừa. Chạy dân dịch 2.6 mình tề lên tí. Mà khi mà cô chú gắn người ta có làm cái niềm sẵn đi. Là cô chú gắn chân dịch chỗ này nó vừa khích cái này. Đó. Bên em bán như cô chú là 500.000, đầu bò 2428 này. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn anh em như cô chú rất là nhiều ha. Chào tạm biệt cô chú.